Thế 5 6 củ thì độ đèn gì được hả anh em? Với cái tầm tài chính 5 6 củ thì rất nhiều anh em đang băn khoăn cũng như là cân nhắc và không biết là nên độ cái đèn gì nó hợp lý. Đấy, với cái tầm tài chính đấy thì anh em có thể ở nâng cấp bifa này hoặc nâng cấp bi gầm. Nhưng mà không biết là nâng cấp như nào cho phù hợp và nó vừa với túi tiền của mình. Thì đối với những cái dòng xe sedan, ví dụ như dòng xe Vios, Accent là những dòng xe phổ thông chẳng hạn. Đấy, ví dụ như đây những dòng xe hạng B thì với cái kinh nghiệm bên em hay làm chuyên làm đèn thì anh em nên nâng cấp một cặp bifa như này. Ví dụ như đây một chiếc xe Vios này, vừa nâng cấp một cặp X-Line V20 với công suất cốt là 60W này, pha là 70W, khi lên pha có hỗ trợ tâm vàng nhé. Khi lên pha hỗ trợ tâm vàng thì trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ anh em đi rất là tốt luôn. Đó. Và đặc biệt hơn là với những cái dòng sedan này thì anh em lên một cái cặp bifa này thì cái khoảng rộng cũng như là cái khoảng sáng, cái chân sáng này rất là tốt. Còn bi gầm thì anh em, nếu mà anh lắp bi gầm thì anh em chỉ được mỗi cái chân sáng bên dưới thôi. Còn khi mà lên pha công suất cao hơn, ánh sáng tốt hơn, cốt rộng hơn thì anh em đi nó rất là thích. Đấy. Thì với cái tầm tài chính là tầm 5 đến 6 củ thì anh em có thể lựa chọn rất nhiều cặp bifa. Và đặc biệt hơn thì bên em là làm những cái dòng bi chính hãng và bảo hành, hỗ trợ bảo hành toàn quốc cho anh em nhé. Đây là một cặp V20 thì hỗ trợ bảo hành toàn quốc cho anh em. Đấy, anh em nào đang quan tâm nâng cấp đèn thì em mời qua Agala Thái Nguyên là với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhé.